Xin mến chào các bạn. Xin mến chào các bạn. Bữa nay Kim với chị Nga đang đứng ở trước cửa nhà của chị Nga và đang chờ một siêu xe đến đây đón hai chị em đi ăn tiệc. Thì xe đã tới rồi chị Nga nha. Đây, siêu xe của đại gia Miên đến đây đón hai chị em đi. Em qua bên kia hay sao? Em qua đây nè. Em ngồi trên phải không? Rồi, ok. Đây là chủ nhân của siêu xe. Ồ, đấy, chưa bật cửa ra luôn, ghê không? Ôi, ôi, đó. Đóng vô. Rồi, lên đi cưng. Rồi, từ từ. Rồi, tới em lên nha. Trời ơi, bữa nay được đại gia tới đón đi chơi, đã quá. Đi ăn tiệc cho Hà Nội, ngồi xuống đây. Hai chị Miên. Hai đại gia. Gia nhiều hả? Mới bữa đi bán khách ra, đi bán chợ. Đi bán hội chợ bây giờ. Hồi tiếu anh nó thành đại gia rồi. Nhiều lắm. Em tiếu em đã leo lên siêu xe rồi. Và đấy, mấy bữa trước á là mấy chị em mặc áo bà ba đi ra bán bánh phở, bán hủ tiếu. Mà bây giờ mua được cái siêu xe này đó. Đã nhờ bán hủ tiếu mua được cái xe. Nghe bà đi bán hủ tiếu bà mua được cái gì? Ủa? Mua nhà phải không? Mua nhà. Đó, mua được cái nhà đó. Nhà ở Bà Lê luôn. Đây là cái nhà của chị Nga đây nha. Và đây là căn nhà của chị Nga. Chị đi bán bánh phở, bánh hủ tiếu á, bữa đó. Bây giờ về sắm được cái nhà. Đây, nhà chị Nga đây. Bên trong là nhà của đại gia không đó nha. Đó, ghê thiệt. Đấy, còn em á thì sau một mấy ngày đi bán chung với các chị đó thì em mua được một cái mic thôi. Cái mic nhỏ. Có nghĩa là làm ăn không khác. Em lấy cái mic để em khoe cho mấy chị nha. Và cái này của Kim đây, Kim bán được mấy ngày mua được nhiêu đây các bạn? Dân đi rất lâu. Đây, đi mấy ngày mua được cái này để mà đầu tư cho đại gia. Đại gia đi đi chơi đâu cái Kim quay phim để cho đại gia nói chuyện. Đại gia nghe đâu? Đó, tôi mua hai cái cho hai bà nè, mỗi người một cái lá hồi hai người đeo vô nha. Đây nè, đấy. Đó là hai người đeo vô ha. Đấy là đó, sau những cái ngày buôn bán cực khổ mua được cái này thôi. Còn đại gia Miên thì đứng cách xia. Lương cao hơn, mua được cái xe Tesla. Cái Tesla mà cái Tesla này là cái mà top nhất của Tesla đó. Đại gia Miên đi siêu xe chở chị Nga với Kim đi ăn tiệc chiều nay. Làm Uber. Đi tới nơi biết còn được cái gì để ăn được không? Uber. Sau khi mở tiệc bán ở nhà thờ Kiến. Mọi người bữa nay tự thưởng là mua gà về làm gỏi ha. Rồi xong rồi nấu cháo gà nè. Rồi ăn bánh xèo nè. Nấu chè nè. Đó, mấy chị em bữa nay hội tụ ở đây để tự thưởng cho nhau. Chị Thanh đang bóc gỏi ha. Rồi xong rồi. Chị Miên nếm một cái. Bắt nảy lửa luôn. Không, bỏ đường vô là vừa. Bỏ đường thôi, vừa thôi. Có chị Phương, chị Đan, rồi chị Thanh. Đan vụng. Có để chấm không? Đan vụng xương gà. Chè nhiều lắm rồi. Không, trộn vô đó đi. Chấm cái này đó. Trộn vô miếng cho ngon. Đúng rồi, trộn vô nó mới ngon. Rồi, vừa, đừng chết. Thôi, nhiều nó mặn lắm á. Cho tấm cái xin đi. Rồi, bỏ gà vào đây là ấy không? Trộn không? Rồi, cho gà hết chất thau, đồ vô đi, cái khay đó cho hết vô chị. Cho nó thấm. Xương bỏ đi luôn, ai gặm thì gặm. Được. Xương bỏ đi ra ngoài, xương cái xương đây, lấy xương ra, lấy xương ra. Người á thì không có biết ăn ức gà. Người thì không biết ăn đùi gà. Còn có người thì biết ăn ức gà mà lại không biết ăn đùi. Người thì ăn cổ ăn cánh không. Ăn xương luôn chị. Ủa vậy hồi nãy em dùng hết rồi, em tưởng là chị nếu chị nói em. Nãy em dùng hết trơn luôn mà da ngon không mà. Rồi, ôi, vậy không biết. Nãy em giữ lại cho chị ăn. Biết ăn là phải nói. Ăn gì? Da gà. Bỏ hả? Ừ, dùng hết trơn. À đúng rồi, chị Miên cũng biết ăn da gà, quên. Không, nhưng mà đúng người ta bỏ rồi. À vậy hả? Em biết chị vợ biết rằng thì cholesterol cao lắm, có khi là. À vậy hả? Bữa hôm vừa ăn chị bán 18 đồng. Bữa nay sao rẻ vậy? Chứ một lần đó mười mấy đồng. Chị mua tới 18 đồng lận kim. À vậy hả? Cho em bỏ xương vậy. 13 đồng ở trong mâm à. Không, ở chỗ mà gà vịt sống ngay đường em chơi với đường Harbor đó. Em mua 3 con thịt đấy. Má mẹ vậy chứ. Mạnh ăn không? Trời ơi, có gì khi nó mua về nó cứ đứng xoay xoay ngay. Đây, xoay. Cho em lấy cái chén, lấy nước mắm coi. Ủa chị đang chưa có cái chén nước mắm hả? Chưa.
Đây đây đây, chị Thanh nè. Chung vô đi. Chị Thanh nè. Đến Kim nè. Kim ăn cái to to à. Quay cái to to thì nhìn thấy chưa thấy nhỏ quá. Xíu. Lấy cái to to nhỏ đi. Rồi rồi rồi, múc cho em miếng cái gì à. Đây. Ăn cái cay nhất. Cay đúng không? Cay ha. Chị nha, múc bên nào cũng được hả? Nó ngon quá. Đâu bên đó không? Quậy lên, quậy ở dưới lên. Ở dưới cái gì vô? Sao lấy cái chén coi chút xíu vậy? Thì ăn hết múc nữa. Cái gà ngon thiệt đó chị ơi. Tô nè. Gà với thì đùi, đầu cánh là vấn đề bị các chị xử hết rồi. Bây giờ tới chương trình ăn gỏi với ăn cháo. Cháo gà ngon không chị? Ngon đúng không? Tại vì chị biết sao, có thêm miếng đậu xanh vô nó ăn nó bé béo, béo. Nó bùi bùi ừ. Mà nó lại mát nữa. Ừ. Đậu xanh hoặc là cho tí xíu nếp. Ừ. Dạ. Dẻo lắm. Dạ. Con nếp luôn đó. Dạ. Em cho con đem nồi cơm đi em tin. Có. Em nấu cho mấy chị em ăn thôi. Rồi làm. Sao mấy chị em ăn được trong xe rồi. Đâu có nhiều đâu. Tao dọn bây giờ rồi có gì đâu. Trời ơi, coi em làm vui một cái hết rồi. Em có nè chị. Ăn là phải đông xong phải dành nhau ừ. Chứ ăn nhà mình cái ngồi à, thịt cái gì à, gà với lại đùi đầu cánh là vấn đề bị các chị xử hết rồi. Bây giờ tới chương trình ăn gỏi với ăn cháo. Cháo gà ngon không chị? Ừ. Ngon đúng không? Tại vì chị biết sao, có thêm miếng đậu xanh vô nó ăn nó bé béo, béo. Nó bùi ừ. Mà nó lại mát nữa. Ừ. Đậu xanh hoặc là cho tiết xíu nếp. Ừ. Dạ. Dạ. Con nhớt luôn đó. Dạ. Để ra chỗ làm gì đâu, bỏ vô hết đi chị nha. Nếu bỏ mà không làm gì bỏ luôn vào đi chị. Ừ. Ừ. À, ngon chứ mất tiền nhiều. Ăn nữa. Càng ngon bỏ càng nhiều. Cháo, dân cháo, chị ăn đi. Đi có đem nấu cơm, đem nồi cơm đi không tin? Có. Em nấu cho mấy chị em nấu lâu giùm đi. Ngồi cả đoàn xe đi chứ. Ngồi xe lâu quá. Ngồi lâu thì nằm. Đúng rồi, ngủ á. Nằm xa nó chị. Ừ. Em mang chị cái mền em chạy cho chị. Anh vừa dọn. Đâu có nhiều đâu. Tao dọn bây giờ rồi có gì đâu. Trời ơi, quay em nè. Trời dữ vậy. Đó. Em nói được cái này. Bữa nay thì bắt đầu rồi nghỉ ngơi được một bữa ngày qua rồi. Em không có ăn như vậy nó mới ngon. Ăn là phải đông xong phải dành nhau ừ. Chứ ăn nhà mình cứ ngồi nhóm nhóm. Nó này cay lắm. Mát nước mắm nước mũi nó chảy từng lô mét. Trời ơi. Ai ăn hết đâu. Đâu mẹ không phải chịu. Ngồi ăn đi em. Mà em còn bị cay. Thế đậu xanh nấu rồi nha. Nó đậu xanh vậy thôi. Còn lúc nào nó bật chai nó đưa lên Facebook. À khi nào em sùng em mới đưa lên. Còn bình thường em không đưa. Mà ghép rồi đó bà, nó có điên lên Facebook á. Hơn tới á. Các bạn biết không? Sáu đồng nè. Ở đây nè, có một cô bán một cái tiệm ở ngay chỗ chợ Hòa Bình. Tiệm của cô tên là AA Futugo mới mở các bạn. Một cái vị chả giò này hấp dẫn như vậy ha. Là chỉ có 6 đồng nhưng mà đang giảm 10%. Thì còn có 5.4 à. Giảm 10% còn có 5 đồng 40 xu thôi. Các bạn ơi, trong thời gian đang giảm giá các bạn đến ra ăn thử đi. Và rất là ngon. Vâng. Tôm thịt luôn. Tôm thịt nha mà gói cái nào cái đấy nó mập cũng nu mập hơn kim luôn đó. Nữa kìa. Đây cũng là cánh gà chiên nước mắm luôn. À, nó cả cánh gà chiên nước mắm của tiệm AA Futugo luôn. Rất là hấp dẫn. Gần chợ Hòa Bình. Vâng. À, đối diện với I Planet á, ở ngay trong khu chợ Hòa Bình nha. Đấy thì các bạn ơi, cái tiệm này mới nhưng mà nó là ôi chỗ đó thơm nó chết người chứ, thơm lắm luôn á. À, thơm mà phải nói là hấp dẫn lắm nha. Để Kim ăn thử miếng rồi Kim sẽ nói sáng hơn hay giả nha. Chào Đức đi với cô Dương Lệ thứ bảy. Dạ, trời ơi nó ngon. Cái này là nó giòn nước mắm. Cái này là cánh gà chiên nước mắm phải không? Cánh gà chiên nước mắm đây các bạn. Kim cắn một miếng thì biết liền cái gì. Trời ơi. Ngon không? Ờ nó quảng cáo quá. Quá ngon luôn. Quá. Ngon ngập mùi luôn. Mình thấy nha. Ngon mình mới nói, không ngon là mình nín luôn. Nhưng mà cái này quá ngon luôn đó. Nếu các bạn ơi, nếu mà ngày
ngày thường. Chị lấy một hộp như vậy bao nhiêu? Mà nhất là ngày thứ bảy chủ nhật. Ngày cuối tuần thứ sáu rồi nhật. Cái chơi với 12 bạn, đồng á. Các bạn muốn ăn gà mà để cho nó ngon, có cái miệng mình mà ăn phải nó là ăn một miếng, đáng một miếng á. Hãy đến AA Food to Go trong khu chợ Hòa Bình trên đường Brookhurst và Westminster. Các bạn ơi, nếu Kim mà nói cái này không ngon, các bạn cứ đánh cặp Kim vô. Chửi Kim. Ờ, gặp Kim. Mình guarantee cái đó luôn nha. Rất là ngon, ngon lắm luôn á. Tôi chiên rồi miếng. Thế thấy không? Mà Kim ăn rồi nhiều Kim mập dễ sợ. Đúng rồi, quá ngon đúng không? Giới thiệu đây là cái người cắm hoa này. Ngon lắm luôn. Ta cũng giới thiệu giống Kim vậy. Chị Miên, chị ăn thử cho các bạn. Thôi, Miên ăn thử cho. Mình dân này là Ấn Độ quá. Còn không thì là Philippines. Lai nhiều thứ lắm chứ đâu phải ai mà dám nhìn. Em, sang năm á, bán ở giờ thời kiếm được á, mấy cái này nè. Dạ, dạ. Bán được lắm á. Cái này gà, gà chiên. Hôm qua thì chị bán không còn một cái gì hết trơn á. Không có một gì. Trời, lúc nào nhìn qua thì bán xuất hàng. Không phải, biết sao bán tới lúc mà người ta còn xuất hàng hết rồi, hết rồi. Còn hết, cái gì hết, tao nói chuyện. Thậm chí con Nga đứng hàng vô mua mà không nhìn thấy đâu mà biết. Đó, đâu có nhìn mình đâu, đâu có nhìn mình đâu. Đăng ký ở đó Kim thì có license chứ. Đúng rồi, chú em thầy có cái license của nhà hàng. Có license của nhà hàng. Đâu có cái muốn vô bán mà bán sao rồi. Vì ăn cái nó có rau tôm thì ăn được hả? Cái này ăn rau tôm thì trước trước khi mà bán này phải có người tay bằng mặt miệng bằng tay. Bán không phải là bán nhà hàng. Tại vì nó ào vô một cái là bắt đầu chị phải chị làm nhanh, đúng rồi lắm. Chị thấy không? Em đổi từ nồi này tới nồi kia giống như là em đổi banh vậy đó. Dễ sợ lắm. Cái miệng này nè. Hai tô phở Kim, ba tô Kim, hai phở Kim. Cho hộp é, cà phê đá. Ủa mẹ bà Miên, quay qua, quay bà Miên nước ở trên là cứ gì nước hộp é với xương sáo. Rồi cần quay qua, quay lại. Bà tiếc tiền. Bây giờ bà đau dai hai ngày luôn. Không, bây giờ vẫn còn đau. Làm hết mình, chơi hết mình luôn. Cái kêu là có ba câu câu thì Miên rồi chơi liền. Đang đứng nằm ngủ. Em nói bà nghe là bà Miên đó, cái kêu phong câu rồi bà cũng đến ông cha. Ủa về hả? Về với ai chở? Có nghĩa là chương trình ăn uống tiệc tùng chiều hôm nay. Tới đây chúng em xin tạm dừng và xin chúc ông bà và anh chị em một đêm ngủ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với người thân và gia đình. Xin bye bye. Chị Loan. Bye kìa, bye đi. Bye. Chị đây. Bye. Xin chúc các em. Ba chị Miên ơi, ba chị Miên. Ơi, ba nha. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn ba cái phao câu. Vậy thì mẹ thêm về nhá. Cảm ơn. Hai chị em tạm chia tay, ngày mai sẽ gặp nữa. Có nghĩa là ở đây mà chia tay tối hôm nay sáng mai gặp nữa. Chào các bác, các cô rồi chị nha. Một giấc ngủ ngon lành. Ngủ nha. Ngủ ngon. Dạ. Ngủ nha, ngủ ngon nha, ngủ ngon nha. Bye mọi người. Xin tạm biệt quý vị và anh chị em, hẹn gặp lại video kỳ tới. Bye bye. Nhưng mà có